chào mừng tất cả anh em đến tới kênh YouTube Thông Quay Lóc, kênh giải trí. Bà con gia đình của mình là mỗi một giường bệnh là một bình lọc nước. Là con trao tặng luôn cái giỏ cho bà con. Khi bà con dùng hết nước trong này thì bà con lên bếp cơm từ thiện của con. Vô trong này nè, con có hai cây lọc nước. Bà con mở qua anh lấy nước để uống cho đỡ tốn tiền nha bà con. Con xin chúc bà con ăn cơm buổi sáng của bếp cơm từ thiện con thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, mang hết bệnh về nha bà con. Cảm ơn mấy cô. Ăn cơm đi học nha con. Dạ. Mấy hộp nha con? Mấy? Một hộp ăn đủ không? Dạ được. Cô tặng con hai hộp, qua đó con nhận thêm hai ly trà đường. Dạ một quá, tại vì con vậy hả? Con dạ. Không có bạn sao nhiều khi con ăn ngon con mời bạn nữa. Nghe con giao duyên tiếp với cô. Cô giúp con ăn cơm chay thông minh học giỏi. Dạ. Lớn lên con hiếu dung mặt dạ. Cho mẹ. Dạ. Con qua đó nè, con nhận thêm bánh trắng trộn nè, rồi nhận thêm trà đường đi con, chút ra chơi đó mình ăn. Dạ. Con mấy hộp con không? Dạ. Dì Tám gửi cho con 5 hộp cơm. Con ăn cơm chay nhà có dì Tám, thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào, bán với số đắt nghe con. Dạ. Con qua đó con nhận đi trà đường đi con. Bà con nào chưa có chị thông báo xuống nhận giùm em nha chị. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Năm mấy người đây chị? Hai người. Bà con mình ăn cơm chay nè, uống thuốc nè, ngày ngủ nè, ngày thức dậy hết bệnh đi về nha. Có ai ăn cái này không? Cô đừng bà dì gửi cơm chay cho mẹ nè, nói với mẹ là bà dì chúc mẹ ăn cơm chay, uống thuốc mau hết bệnh về nhà nghe con. Ừ, con nhận thuốc bổ cho mẹ đi. Cô ơi, con cơm không cô? Dạ. Ôi. Dạ. Dạ cháu này là cháu nấu cơm chay, cháu phát cơm từ thiện miễn phí. Dạ, bà có ăn không? Cháu gửi cho bà. Bà qua để em xin cho bà đó. Dạ thì ngồi con có nhà miễn phí nữa mấy họ heo. Nó không thấy được, không thấy được. Hào quá lạnh quá. Mấy hộp cưng? Mấy hộp cưng. Chị ơi, mua chị ạ. Em có ba hộp nè. Trời ơi, không có cho nó. Chị ăn cơm chay sức khỏe sống thọ nghe gì ơi. Dạ. À, hôm nay các thành viên đều 2:30 là thức là tập trung làm những món ăn chay thanh đạm gửi đến cho bà con thân thương của mình ở huyện Thái Bình. Mong bà con nhận được những phần cơm chay vừa cuối tháng được ăn thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.